ngành thuế và hải quan đã khoanh gần 30.000 tỷ và xóa hơn 8.700 tỷ đồng nợ thuế chậm nộp cho hơn 1 triệu trường hợp không còn khả năng trả cho ngân sách. Thông tin này được đề cập trong báo cáo của Chính phủ về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết 94. Nghị quyết này được Quốc hội ban hành tháng 11 năm 2019, quy định về khoanh xóa nợ thuế, tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 với người không còn khả năng nộp vào ngân sách. Số nợ cơ quan quản lý khoanh cho cá nhân hộ gia đình kinh doanh là hơn 2.270 tỷ đồng.